Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Hoàng Nguyễn Fitness. Thì cũng rất là lâu rồi Hoàng mới quay trở lại cái việc làm video hướng dẫn mọi người tập luyện. Tại vì là cũng ok, khá là bận trong công việc. Thì hiện tại thì Hoàng đang có mặt tại một công viên khá là rộng và rất là thích hợp cho cái việc tập luyện. Ngày hôm nay thì Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người tập luyện cho phần thân dưới. Ok, từ phần chân, mông, đùi và không sử dụng đến tạ. Tức là mình sẽ tập luyện ở bất cứ nơi nào mà các bạn có thể tập luyện, như công viên, ở nhà hay là bất cứ nơi đâu. Ok, thì vẫn như thường lệ Hoàng đang đeo một ba lô. Trong đây là mình đặt, mình sử dụng thêm một ít sách để cho nó để tăng cái khối lượng, tăng cái áp lực lên cơ một xíu. Ok, mọi người có thể tập luyện body weight không cũng được. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go. Ok, thì buổi tập ngày hôm nay đã kết thúc. Buổi tập cho nhóm cơ chân, mông, đùi. Và anh em thấy buổi tập ngày hôm nay như thế nào? Vô cùng hiệu quả và vô cùng mệt. Hoàng nói thật, chúng ta không cần dùng đến tạ nhưng vẫn có kết quả. Chỉ cần anh em sẵn sàng một tinh thần thôi, năng lượng và chiến đấu. Ok, anh em nhớ ấn đăng ký và ấn chuông thông báo để khi có video anh em sẽ thấy đầu tiên. Hẹn anh em cái sau. Bye bye.